Hey mọi người, chào mọi người đã trở lại channel mình ha. Mình là Quán đây. Thì mình đang cưỡi đó chính là con Rayquaza vệ thân của mình. Wow, các bạn thấy đẹp không? Đó, hôm nay hả, mình tính đi săn nhưng mà có một món quà vừa gửi tới cái hòm PC nhà mình. Đó chính là một con Zorua vệ thân tiếp theo các bạn ơi. Thì đây chỉ là một con thường, nói chung là nó không mạnh bằng những con huyền thoại trên đây đâu. Đó, chắc mình mà đem về. Cái này là mình không bắt nha, cái này mình không đi bắt tí nào. Đó, hôm nay mình sẽ đếm về mình trên cơn nấp. Ha ha, các bạn xem đây, con Zorua rất là đẹp luôn. Đây, ở đâu rồi? Ở đây, bao nhiêu bạn biết con này? Đó, thì các bạn để lại bình luận bên dưới nha. Ôi, mình rất là thấy là rất là dễ thương luôn. Cái màu của nó cái kiểu như là cái con này nè, có những cái chữ cổ nè. Thành ra là mình nghĩ bọn nó chung một team đó mọi người thấy không? Đó, có những cái chữ cổ nên mà những cái khuôn mặt nó lúc nào cũng cười hết đó. Thì hôm nay mình quyết định sẽ luyện con này lên một cái form gọi là Zorua, thì nó sẽ tiến hóa thành con Zoroark, con Zorua ARK đó mọi người. Đó, hồi con nó hồi xưa mình hay đặt tên thì có bao nhiêu bạn nhớ cái tên đó, các bạn nhớ để là bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ trở về phòng. Trước khi video của mình bắt đầu, mình xin mọi người để lại một chút thôi comment bên dưới, tặng cho mình những quả Pokéball, những candy ball, nhưng mà hạn chế đừng tặng quả Master Ball hay là Pokéball, những cái quả đó nó rất là bá các bạn. Chỉ nên duy nhất limited một quả. Đó, rất là hiếm, mình kiểu như mình bắt không được con đó, bó tay quá thì mình mới sử dụng để đỡ tốn thời gian thôi. Và mọi người đừng quên đó chính là like video ủng hộ cho Quanh nha. Ok, bây giờ thì mình bay trở về đã, mình khiêu khích đội hình của con núp nữa. Ai quên. Ai da, xem nó là về bằng đường quyền rồi. Giờ coi con Rayquaza này nó không trong, nó bay hoài nó không cho mình lấy cái bóng không. Rồi ăn sau rồi mình đi về. Đó, vậy thôi, quả này là bắt một Master Ball mới được nè. Thôi đi về. Ê, con này là Dragon với lại Fly đúng không? Thì chúng ta kiếm một cho nó một cái Z Dragon hay là ấy, nó dùng Z luôn với lại kỹ năng Z luôn được không nhờ? Mình nhớ được cái sao ấy là vừa Mega, tại vì vừa Mega mà vừa kỹ năng Z được luôn á. Đâu rồi, núp ra rồi. Về trên nó mới được mọi người. Hôm nay mình thấy nó đi đâu xa lắm mọi người. Ê, nó làm gì mà liên quan tới lửa dữ không? Ê, con gà lửa lêu lêu, con gà lửa lêu lêu, con gà lửa. Mày có con rồng mà mày mày tuổi đâu mà dí được con rồng của tao núp. Trời ơi, con rồng mày bay chậm hơn tao. Dám đâu nè, hoa rơi đời đầu mày luôn nè, đã chưa. Đó. Mega luôn thì sao? Mega thì đẹp chứ sao? Đội hình của mày đâu rồi? Đây mà đây, solo nè, không qua. Trời ơi, đau quá. Đây. Qua đây. Lại lên. Solo. Ủa gì, tao có con Lucario nha. Kệ chứ, tao đâu sợ, mày ngon mày bước ra đây chơi hết luôn. Mình quýnh trước mà sợ gì mọi người. Đem ra đây. Đem đội hình hết của mày ra đây. Solo với Zorua lên cấp hơi bị nhiều mọi người. Solo với nó lên cấp khá là nhiều mọi người. Mình cũng được đó. Ê, con này đã trước luôn hả? Được. Sao? Vệ thần của tao xem mình luôn. Ủa mày đem con này ra luôn hả? Đem luôn chứ sợ gì. Thôi rồi sao tao quên? Mega, con này phải Mega liền mọi người. Chết là chưa ơi, từ từ. Từ chưa hồi máu. Không có chưa hồi máu vậy đó, quýnh luôn. Ai biết hồi trước. Có hồi máu. Kệ luôn. Vàng. Mày chết. Ui đẹp ghê. Chân Giang mà chạy mày có con Chân Giang. Hồi máu rồi. Haha, tao đã hồi máu rồi, lại. Được. Nay mình quyết tâm mình chinh phục lại cái con vệ thần của mình mà mình đưa vô nút. Ha, mình quên đi kiếm kỹ năng chết nữa. Tự quýnh thù đằng này đi kiếm mấy con thần để quýnh với nhau á. Một con đầu, con bể đầu các bạn. Thấy tao Mega không? Mày tưởng bỏ hả? Mày tưởng mày biết Mega chứ. Tao cũng Mega. Gì vậy? Con này speed cao quá mà người quýnh nó một đuối luôn. Thôi cho nó đi mọi người. Còn lại mình cân hết đội hình kia của nó. Được rồi, ok, còn 119 máu đủ giết hết rồi. Xong. Ôi, con này hả? Ra đây. Ui, con Zorua của mình nó tiến hóa kìa. Zorua chứ. Quýnh biết con level cao nó tiến hóa lên cấp ào luôn mọi người. Từ để con này suy nghĩ. Con này cũng rồng nè. Rồi Dragon Ball hay là Auray ta? Dragon Ball đi. Mày hả bưởi? Cái con gì kìa? Ý. Hóa hả? Chết rồi. Gì vậy? Từ mày. Tao quýnh mày nè. Lêu, tao quýnh trước. Tao quýnh trước mày sẽ chết thôi. Ủa? chết đi con rồng kia. Ủa sao không hồi máu được ta? Rồng tham à? Chết đi con rồng kia. Ê, cái con kia ấy, mày bị lỗi mày, không tính mày, bị lỗi rồi mày. Tính gì vô duyên? Ê, nó tiến hóa luôn rồi nè, tiến hóa luôn rồi nè, tiến hóa luôn nè. Trời, hấp tao quýnh chết con mày rồi. Chẳng qua mày có vị thần quýnh rỉ máu được con Rayquaza tao thôi, với tuổi đâu. Trời ơi. Ủa gì hả? Wow, đẹp ghê mọi người ạ. Wow, trời ơi, các bạn thấy chưa? Sogoku cấp cuối. Ê, ta thấy con này bình thường nó màu đen xì mà. Đúng rồi. Các bạn nhớ con này không? Con này là màu đen với lại màu đỏ. Các bạn bao nhiêu bạn nhớ thì để lại bình luận bên dưới biết Zorua nha. Thì con này màu đen màu đỏ nhưng mà đây là form vệ thần của nó. Sao mày cưỡi được? Để tao cưỡi được không? Năm nay tao cưỡi mà mấy con vệ thần keo kiệt, chứ con này qua da dễ thương, đẹp trai, sống dài mới chơi đi. Để mang trang này, tao đang bơm máu không được rồi. Nó bị lỗi bơm máu mọi người, nó bơm máu mà không lên máu. Mày ăn trang nè. Được rồi, mày chờ tao 15 giây đi. Tao đi luyện con này lên một chút đây là mày chết với tao. Thôi được rồi, giờ đi luyện trước. Đang trời tối tới rồi mọi người, đi luyện trước. Còn chưa rưa thần. He lêu nó không có thần. Tao cũng có mày. Con ta đẹp hơn của mày nhiều. Nhìn đôi mắt của nó kìa mọi người, đã không? Đó. Mà sao lúc nào mày cũng được tặng cái gì sao tao không có? Trời ơi, tao là đẳng cấp mà, pro thắng mày hoài phải được tặng thôi. Chứ sao các bạn nhìn nè. Ui, đẹp ghê. Núp cây cứu kìa, nhìn nó cây cứu kìa mọi người. Kỳ gì mà kỳ? Mọi người tặng phải tặng 2 con chứ ta. Không có 2 con đâu mày ơi, con này ở trong phiên bản tao đi bắt, tao nói giỡn thôi chứ tao đi bắt đó mày. Ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Hả? Tao thấy mày bắt đâu xào cây. Mày ở đây chơi không lấy cho tao, mày thấy không? Tao đi từ ở bên cái đồi kia về mày thấy không? Đó. Nên... Ở nhà tao làm việc mày. Ô, tao không làm việc rồi lấy đâu bóng chứ mày bắt rồi. Trời ơi, bây giờ tao có pha tặng à quên chứ. Nó pha tặng ở đây tao vô tao lấy ít Ready Candy gì mấy con này nó không cho. Để mình vô hộp có gì hôm nay nào. Đây là check command nha mọi người. Wow, hôm nay là được ủa không phải, nãy mình có 10 mấy quả, hình như 20 mấy quả đó mọi người. Và một cái bắt bôn. Có gì đâu. Đâu có gì đâu. Đâu ơi, có gì đâu. Thôi được rồi, tao sẽ nhường cho mày một món quà đặc biệt, đó chính là quả bắt bôn. Chỉ sử dụng khi là những con Pokemon mày cảm thấy không có thể nào bắt được thì mày mới được bắt thôi nha chưa. Con núp này. Ê, mình thấy Groudon của mày đâu rồi, nó sao tao không đem solo. Groudon tao cho đi huấn luyện rồi. Cái gì? Nên mới dụ đi huấn luyện đó hả? Ở đâu hả? Đi nghiên cứu ở bên kia xa rồi, mày chuẩn bị đi. Cái con Groudon. Ok, cấp mày luôn vậy, mày lo huấn luyện con Groudon mày đi. Mày đợi tao đi luyện. Bé Zoro của tao là mày về mày xác định. Ê, con này vô chắc. Zoro đi lạc. Zoro, Zoro mà. Bây giờ mình sẽ bay. Ây da, trời ơi, nó đang bay, nó quýnh mình cắm rớt luôn à. Mày được. Tao đi với. Mày được. Ui, con Gengar, con Gengar. Con Gengar của tao nha nấp. Wow, con Gengar kìa mọi người. Mega, mega. Ôi, quýnh này chắc lên chục lại giờ á. Đó. Ê, ê. Đó, nhìn nè, nhìn nè. Nấp, nấp, tèm nấp. Mày đem cái con này vô đây chi chật chội quá. Chật chội nữa. Nhìn nè, coi chật chội không biết liền. Đó, thấy chưa, bát mắt, lát mắt chưa, lát mắt chưa. Đó, lát mắt chưa, ghiền chưa, ghiền chưa. Ủa, nhìn nè, nhìn nè, một hit nè. Một hit boss nữa mà 92 chết luôn mọi người. Trời ơi, lại đến cấp một nùi nữa mọi người. Ui, cái chiêu gì đó, chiêu trâu mình nè. Thôi, trâu mình không lấy đâu. Ui, một cục kẹo nữa nè, một Kenga nữa. Một rock, rock hình như mình có rồi. Ok, cắt đây đi. Được rồi, mình đi bay xa xa ra để mình kiếm thêm boss mọi người. Ấy chết rồi. Mình gắn cục. Mày đứng ở đây từ từ mới ra boss chứ mày đi xa xa rồi hồi sao. Không dám đâu, tao đi xa luyện mới dễ. Đi đâu đi đi. Tao đi luyện Groudon của tao. Mày luyện cho mạnh vô Groudon đi, tí về solo với tao núp. Có gì đâu. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi cái vùng rồi mà xa xa kiếm nhiều con boss xịn mọi người. Quất nhiều con boss lên level mới đã. À đây có chạy game nè. Không biết game này là vật cao không đâu chứ. Game này mình chưa có vô. Lên quýnh hàng trùm ở trên đầu luôn mọi người. Khỏi đi đường này là gọi đi đường vòng này. Khỏi đi đường vòng chứ lộn. Để coi hàng trùm này như thế nào. Ấy à. Level 25 ấy thôi, ok. Mình để vô đó quýnh solo với nó luôn. Chùm chạy game mà vậy đấy hả? Full play nè. Này thì full play. Ui, con này trâu dữ ta. Ui, nó chơi gì thả đá đến đầu hả? Mày hả bưởi? Ôi quýnh con mình rớt đất luôn à. Fan tách chọi một cái chết luôn mọi người. Ability bỏ đi. Quýnh tiếp nào. Ôi quýnh lên level đã lắm luôn mà. Mọi người mấy thằng này game nó có XP cao lắm. Ui mày hả bưởi? Con này nữa. Mày hả bưởi? Wow, được một cái đó chính là Renden. Ôi Renden cùi lắm mọi người. Một cái hy hiệu của cái mấy cái hiệu này để đâu ta? Cái hiệu này mình để chỗ nào ta? Mình nhớ có chỗ để hiệu mà mình quên mất tiêu rồi. Mình không kiếm ra luôn, mình không biết để cái hiệu chỗ nào ta. Lúc nào để hiệu ta? Để cái băng đét đồ các kiểu á. Lúc nào nhờ? Hỏi kệ đi. Level bao nhiêu rồi ta? Con Zoroark của mình level 43 rồi mọi người. Đó, luyện thêm một tí nữa mình sẽ trở về mình solo với các bạn núp. Ở đây ít ra boss quá à. Boss nhiều quýnh mới dễ. Ôi dơi quá trời luôn kìa. Chắc là do trời tối. Toàn mấy con level cùi level 20 không mọi người. Họ chắc là mình cho nó ăn kẹo lên luôn á. Mình kiểu như đang muốn support nhiều để cho nó luyện nhỏ đã. Cái phong play được quýnh không có trúng dễ trúng thôi. Thịt chuột. Ở đây toàn là mấy con thường không, tỷ lệ boss ra thấp quá ta. Boss ra nhiều quýnh mới đã chứ. Ơi con Atrop level 50 nè. Được. Đó, phải quýnh mấy con level 50 như này nè mới đã. Ui con cá chết rồi, con này mạnh dữ hả? Một cái đùi gà râu ra bình thịt thỏ. Wow, level 44 đó mọi người. Lên rất là nhanh luôn nha. Thôi được rồi, chắc là mình sẽ cho ăn kẹo đi. Kiếm mấy con to to mà không có con to to cho ăn kẹo là được rồi. Là nhiều đây. 37 nè. Ôi nó quýnh mình luôn. Mày vẫn quýnh hả? Được lắm. Winslash. Mày hả bưởi? Hôm nay mình nó cảm hơi mệt. Có cái chuông con cá nè. Cái chuông này chỉ ra mình bỏ vô hình nó tăng lên cái friendship khi mỗi lần quýnh á. Những level cao cao thì nó ít spawn cái chỗ này. Ơi chỗ này có một thằng bóng đen mà. Ui nhìn mặt này ghê quá mọi người. Level bao nhiêu đây? Ui 44 được, solo với anh luôn. Mà máu cái vô. Hàng trộm hả? Trộm đêm hả? Quýnh nó chắc lên được level 50 rồi. Mày hả bưởi? Ra hết đây, ra hết đây. Wow. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Ui cái mấy con này hệ nó mạnh ghê mọi người, nó trâu ghê luôn á. Như này nó thôi, bỏ đi. Mày hả bữa? Trời ơi đã luôn mọi người, lên level đuối đàn luôn. 52 rồi nè. À dạ mình đúng rồi, vô làng kiếm thằng boss đúng rồi. Trời ơi đang đi vô mà nó lỗi luôn mọi người, đứng luôn cả màn hình luôn. Thôi đúng rồi, bây giờ vô nè. Server mình nó lát quá rồi đó. Toàn là những con ui trong đây quá trời luôn mọi người. Mấy cha là gì? À mấy cha là người trong dân làng. Mấy cha nào có level đâu rồi? Mấy cha nào có level đâu? Sao tại mấy à con cha boss Ren này. Nhưng mà mấy này nó mấy này là dân làng là chủ yếu à. Được rồi, chắc là ông này là chùm ở cái làng này đúng không? Đúng không? Ông này chùm ở cái làng này đúng không? Ừ, người dám khiêu khích ta hả? Ê, được, ông muốn khiêu khích nè, chơi với ông luôn, Zorua nha. Ơi mẹ ơi, level 95, từ từ khoan. Từ anh ơi, từ từ xin lỗi, để em chút. Khoan mọi người, cất này vô cái mọi người. Mọi người biết sao không? Đây con Rayquaza vô, ổng up level lên, nó tính theo con level cao nhất đó mọi người. Được rồi, bây giờ chơi lại thôi, chống chú. Đó, level 62 à, được, cái 92 chơi lại. Rồi, Winslot nè. Ê, ông chú cũng cười bắp thôi. À, mình quýnh hừng có 6 con đúng không? Mình quýnh 5 con thôi mọi người. Ui, này lại 64 luôn, ủa sao này lên nhanh vậy? 64. 2 con rồi, con này là con thứ 3. Wow, ổng có con Sapiro luôn. Con thứ 4, ui mọi đứa cái trời một yếu quá mọi người, không thể nào địch lại những con mà có hình thế hệ về thần như mình hết. Mày hả bưởi? Ui, được rồi lên thôi, được rồi ông chú là cái cổ máy luyện level của tôi á. Ngon lành luôn mọi người, 59 cấp rồi, luyện rồi mày lên 70 rồi, trở về làng là đủ rồi mọi người. Một nè. Hai nè. Ba nè. Ui cái chuyện này ngon nè. Bỏ cho tao đi. 4 nè, một con quấn bùa sát nữa là ok. U level 76 rồi kìa. Rồi, run. Đó, đây là cách luyện tập những con boss sướng nhất mọi thời đại mọi người. Mình luyện đến 70 rồi mình mới trở về. Không biết con núp nó này có sự cái gọi là nó nghiên cứu con Groudon cái vụ gì ta, nghe hơi ghê mọi người. Rồi, bây giờ là như là 69 rồi mọi người. Rồi, Sapiro đúng không? Vĩnh luôn. U 80 được kìa. Giờ mình 72 là thôi, mình quýnh thêm 6 cấp nữa để cho nó đẹp luôn. 6 cấp nữa là 80 vừa về quýnh được mọi người, chứ núp cao quá quýnh không lại đó. Groudon của nó ngay đầu level 100 mà nó còn đi luyện gì nữa đó. 100 rồi mà nó còn luyện gì nữa trời ơi. 100 nó luyện lên là mega hả? Không phải, nó có primal mà. Đừng hơn nó mới đi luyện vệ thần người ta. Thôi được rồi, lên. Mấy mẹ quên mua sạch mấy con rồi. Bọn này nó yếu quá mọi người, nó boss thì boss chứ quýnh không lại mình, mọi người không đủ tuổi luôn á. Rồi 2 cấp nữa thôi mọi người, 2 cấp nữa thôi, 79 rồi. Rồi 80, ok, được. Trở về thôi. Rồi, quá trình huấn luyện nó ăn thách. Chúng ta sẽ trở về ngôi làng thân thương. Không biết nhớ đường về không ta. Rồi được rồi, bây giờ thì lấy con lấy cái con này ra chở mình về chứ. Rồi, tạm biệt ông chú nha, bữa sau gặp lại ông chú ơi. Giờ không quýnh lộn đâu. Đi về thôi. Đã huấn luyện thành công rồi mọi người. Đã hoàn tất việc training bé Zoroark rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trở về thôi. Wow, con này đẹp ghê công nhận luôn á. Con này con cái bộ đồ của nó, bộ giáp nó đỉnh, dã man thiệt chứ. Giờ cưỡi nó là nó một con chuồn. Hello Đức ơi, tao đã luyện xong rồi, mày đâu rồi? Đâu rồi, mình không thấy nó đâu hết mọi người. Vậy tao đi đang luyện level cho mấy con thú tao đây. Mày đâu rồi, mày núp ở chỗ nào? Mày bước ra đây solo kiếm kim cương mày. Tao là kiếm mình đi. Đâu, nghe nói vô cái gì à? Nghe nói Groudon của mày hôm nay mạnh mẽ lắm mà. Đâu, bước ra đây. Tao có 2 chiến hữu mới rồi. À từ, bây giờ tao mới ra solo con. Tao chuẩn bị tiến hóa con này đi mà. Đang solo vệ thần này, nhanh lên. Ủa gì đây? Cục chỉ. Đâu rồi. Tôi dập cái gì vậy trời? Tôi dập cái gì vậy? Lên à cái cúp. Lẹ lên núp ơi, mày lâu quá, tao muốn solo lắm rồi đây. Hồi nãy sáng tao ông ơi, hồi tối qua tao thua mày. Nay trở solo lại gì tao một mình Lucario của tao là được. Rồi ok, bước ra đây mày. Lucario với chúng tôi đập cho mày. Mày đeo cái mắt kiến đen mày thấy đường gì đâu mà mày đặt. Ok. Ê mày lên mày luyện nó lên level 80 luôn hơn. Trời ơi, nó đẳng cấp mà. Lô tâm bắt nè. Ủa gì vậy? Tao mày nói tao đeo kiến đen không thấy đường, tao mở mắt kiến ra tao thấy đội hình của mày bị thua, đeo dây chuyền nhà giàu vô nè. Đó. Bước vô mày, lại solo này nè mày. Ủa mà sao nó ra 2 con lúc luôn nha, từ từ mày. Rồi, lại. Mày nãy giờ lỗi nhiều lắm rồi nha. Rồi ok lại nè. Ủa nữa. Rayquaza chưa tới lượt của con mày. Rơi đi. Gì? Con cũng đáng cái thổ. Mega nữa. Rồi, lại nè. Mày, ủa cái con sông mấy con này ra hoài vậy? Mày thả nó ra chi? Tóm nó vô đi. Rồi, được rồi nè. Cái này cái màu nó tao đưa lên đưa xuống tao nhìn tao rối đầu quá. Rồi, 2 con cháu nha. Ủa? Hả? Đổi đi, ai biết mày. Ủa, nó tính ra nó đang lăn Zoro á. Mà sao lại con mẹ chai đất ra đầu nữa? Được rồi. Tao thấy con Rayquaza lên trên đang đánh với con Rayquaza mà. Đánh luôn đúng không? Không. Luôn mày luôn. Mày lỗi vậy trời. Nè từ để quất con này ra. Rộn ràng. Mày đưa cái con kia lên đầu đi để tao quánh. Đầu nè, ý kỳ vậy. Rõ này tao đưa lên đầu rồi mày thấy không? Đây qua da. Rồi, quýnh luôn. Để cho nó mau. Quên mega. Ủa nó bị lỗi mày ơi, quay ra nó cho hình skin con này. Trời ơi. Đâu, tao thấy tao đang quýnh với con Zoro rồi. Tao biết thành Zoro rồi nè. Ừ, nhưng mà bây giờ là con đang đánh với con Zoro rồi nè. Mình lỡ chiêu rồi. Ủa đi. Ê, con mày yếu hơn mày ơi, chứ lỗ gì. Này giỡn à, để bút lộn chiêu thôi. Lộn chiêu á, chơi lại đi mày. Nó bị lỗi kêu á, nó bị lỗi á. Con kia mạnh quá mọi người ạ, à. Cày thi. Leo leo. Rồi lại mày, bút vô đây. Rồi ok, quắp đi. Rồi đó. Ui lại lỗi nữa. Rồi mình có cách rồi. Nhốt nó trong đây luôn, nó màu. À có con này mày. Rồi giờ mày ra mày lỗi giùm tao cái. Ủa cái gì kỳ vậy núp, mày nhìn nè. Ờ kệ nó, thôi mới biết sao giờ. Không quýnh nó cái là biến hình rồi, chắc phải thoát ra trở lại mới được. Ờ đó đó đó, biến nó đó. Ý mày bị giật điện kìa. Chơi chiêu gì vậy? Chơi chiêu có điện. Mày điện nè. Sao quýnh mạnh vậy? Level 80, tao level 96 lần đó mày. Trời mày hơn tao 16 level lần đó nha, tính là mày hơn tao 16 level lần. Chết rồi, thua rồi. Ê, mất lực đánh, trời ơi, mất lực đánh. Ơi trời ơi. Ý à, tính ra giật điện 2 lần luôn, mày chơi gian quá. Con chó kia chưa giật điện ác quá mọi người ơi. Trời ơi, chết luôn kìa. Từ từ đã, mọi người phải restart lại server cái. Rồi, lấy lại nè mọi người. 2 con thôi, hy vọng lần này nó không bị gì nữa. Lại trời tối nữa rồi. Rồi, ok, vô lại nè. What? Ui lại bị nữa, ủa kỳ vậy trời. Sao nó cứ ra mà con mày này... đánh xong rồi nó cũng ra con kia mà đúng không? Ờ, nó bị lỗi gì rồi không biết nữa. Thôi đánh đại đi. Lên cái. Hả? Để tao lấy con khác tao thả ra thử coi. Ờ, lấy con Rayquaza ra đầu luôn. Rayquaza nó ra đầu quá rồi, bây giờ cho nó ra trước luôn. Ê, vậy sao đi ra, tao quýnh lại. Thầy cứ một cái đi, sao vậy? Ủa, chưa đi, chưa đi. Ui ui ui, nó quýnh lại đầu thiên. Ui đi ra tao ghê lắm mày ơi. Quýnh đi. Ây da, không xi nhê, được. Sao quýnh con này mà có xíu máu vậy? Rồi quay tin nữa rồi, Sao đợi vậy? Đợi nó quay tin rồi nè, đợi xíu. Con Rayquaza sử dụng aura, nó sử dụng liên tục luôn, tao không được điều khiển được. À nó quýnh 3 chiêu liên tiếp gì? Ờ hay sao á, không điều khiển được, phải quýnh 3 chiêu liên tiếp hay sao á. Ôi trời ơi, con kia mày chơi cái chiêu gì vậy? Tôi chưa mega nữa chứ, lỗ rồi. Ủa mega nữa? Nãy mega sớm rồi mày đi rồi. Đấy. Đó chưa, mày hay rồng đớp chó chưa? Lucario tao còn máu nhiều lắm mày ơi. Ủa sao tao quýnh mày không mất máu vậy? Trời đã nói giờ mày không đủ tuổi đâu. Ủa sao hồi nãy đáng lẽ là tao được quýnh trước ta, sao bây giờ tự nhiên Speed nó thấp vậy? Mày... Ê chưa chết, tao chưa chết. Gì kỳ á? Ủa sao lại Rayquaza nữa trời, con này bị lỗi kiểu gì á. Mình quýnh không biết thành Zoroark nè, quýnh thành Zoroark nè. Rồi xíu đang lên level coi. Quýnh nước mấy con vệ thần vậy nó bị rối loạn đội hình hết rồi mọi người. Nhanh lên nấp. Ôi đập cái chết luôn kìa. Ủa? Ghê hả? Nó bị lỗi gì đó. Lucario của tao ghê quá. Ờ trả chó đi tao mày, nhanh lên. Đi vô duyên thì đi vô trả chó đi tao nhanh lên. Tự nhiên vậy rồi. Trả đây. Không trả đâu. Trả chó đi tao nhanh lên. Được lắm, cho mày luôn. Tức thiệt chứ. Nó bị lỗi gì đó mà người không biết nữa. Nè nó bị lỗi cái gì nè, con vẫn là Zoroark mà nhưng phải quýnh 1 chiêu nó mới biến thành Zoroark lại mọi người. Mình không biết tại sao luôn. Nó bị cái lỗi gì thế nhờ. Cho ăn candy lên chậm luôn. Cái gì tao mới nghe nói gì đó. Nó bị lỗi gì, tao phải cho nó ăn lên level chứ sao giờ. Rồi ok, nấp vô solo lại mày nhanh lên. Mày bước ra đây. Solo gì nữa mày, ăn gian gì đúng không? Ăn gian cái gì mà ăn gian mà vô đây nhanh lên. Ăn nước bột thịt ăn cái từ từ rồi. Ra đây. Bị lỗi tức ghê thì chứ không thể nào biết được cái lỗi gì luôn. Chấp nhận nè, đó vẫn là vô cái con Zorua của mình nhưng phải quýnh 1 chiêu nó mới ra mọi người. Đó, trời ơi cái gì hả? Wow. Wow, cái gì vậy trời? Cái gì nè, nó mạnh quá, con kia nó mạnh quá vậy. Con Lucario quá mạnh. Được rồi, có mày sống được cái đòn này không? Bé rồng nó chưa thèm cho lên level 100 nữa nha. Lucario nó mạnh quá mọi người hả? Yo. Yo, yo. Nó tốc độ của nó là bất diệt luôn. Rồi. Ủa, nó một chiều chết rồi. Xong rồi, xong đội hình của nó rồi. Tuổi hả nấp? Tuổi hả nấp? Mày ngon hả? Mày ngon, mày đem hết đội hình mày ra đây. Mày giờ mày đem hết đội hình mày đây. Ủa sao Sapiro nó cao vậy? Quên trước không à? Mày đem hết đội hình mày ra đây. Xin nhắc lại đem hết đội hình ra đây. Ủa đâu mất tiêu rồi? Ơi sao con tao bị thủng đầu đúng rồi. Con đi ra của tao á mày. Đi ra mày mạnh quá vậy. Đi ra chân vàng đúng không núp? Không một lần này tao bị lỗi đội hình hay sao á. Giờ hôm nay nó bị nguyền rủa cái gì rồi, nó lỗi tùm lum hết mọi người ạ. Tự nhiên vô đó thì lại ra con Rayquaza. Chẳng lẽ xóa nó đi hả sao ta? Đúng rồi, con Groudon mày đâu ra? Đem đây solo mày. Groudon nghe mày huấn luyện dữ, tao đem Groudon solo. Tao solo mấy thằng thần mạnh quá solo không chơi. Con nó của tao mà. Tính ra là con nó của mình đó mọi người, nên thành ra là solo với nó là không có gọi là ok luôn, tao cất cái con Lucario. Ê trả đây cho tao luôn đi. Tiêu Viên. Mà chơi nó không trả luôn mọi người. Không trả. Nó thấy mạnh quá vậy nó không trả luôn mọi người, nguy hiểm thiệt chứ. Trả nó rồi giờ nó không trả luôn. Không trả đâu. Tao sẽ lấy con Groudon, tao tự huấn luyện chơi với mày nè, coi mày coi. Tóc con Lucario của mày luôn. Đó này bị lỗi này tự nhiên thành hai con Rayquaza luôn cậy thế. Được rồi. Quýnh một cái nó biến hình rồi mọi người. Nhưng mà nó đâu có bị lỗi chiêu đâu. Nó không bị lỗi chiêu mà nó bị lỗi form. Ủa giờ nó biến hình form này luôn hả con Zorua? À. Tên thì tên Zorua. Solo nè. Tao lấy con Groudon tao tự huấn luyện nè, chơi lại lên. Đó giờ mới là Rayquaza chính hiệu nè mọi người. Mình từ từ mình cất con này vô đi, nãy giờ mình không bị lỗi từ xâm luyện lên vòi chập nó lỗi luôn không biết nữa. Tự tao quýnh chết anh boss này coi nó bị lỗi gì á. Tự nhiên có mày nó lỗi luôn đó. Nó đập cả chết hay chưa nãy. Ui đừng mất tao bò. Đừng quá Butterball đó mọi người ơi. Trời ơi. Đừng quá Butterball cho con boss. Oh yeah. Ôi đúng là nhân phẩm có khác mọi người thấy không? Đừng Butterball trong đấy luôn. Nè nó bị lỗi cái gì nè không biết nè. Cái gì kỳ vậy trời? Ở đây là con này nha mọi người, mà quýnh vô trận là con kia. Cái gì mà đau đầu vậy á? Cho nên tao xóa con kia đi. Để hả? Lên. Từ từ. Vô mày. Bước vô đây. Từ từ nha. Chào nè. Chúng ta là những đấu sĩ thật thụ. Chào luôn. Ok. Được, bước vô đây mày, bước vô. Tao cất con Lucario của mày rồi. Đau. Ơi, cái gì hả? Thấy gì chưa? Cái con gì hả? Tao mới đi huấn luyện về đó. Ôi mẹ ơi, con này nó ghê vậy nè. Thôi nghỉ luôn. Thôi mọi người, chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người xem video của bạn cho nó chơi. Gì chưa quýnh nhau mà. Trời ơi, mày chơi cái gì, mày luyện nó ra cái form gì ghê vậy nè. Tao mới đi huấn luyện về đó thôi, cất vô đừng có ghiền, cất đừng có ghiền. Rồi, chào mọi người. Các bạn nhìn cái mắt mình nè. Trợn luôn không nên nói lên lời. Sao mà ghê vậy? Tao cất rồi. Ok mày thử mày luôn mày, đâu đô hả? Bước vô đây. Tao đâu lên tao đâu sợ. Không, nó chưa phải phong thật. Ui kìa. Thấy chưa? Ui, nó primal thôi, không chơi. Thôi, coi như trận đấu này mình chiến thắng nha mọi người. Thôi, coi như trận này quán giành chiến thắng rồi. Bye bye mọi người và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Con cũng bị lỗi rồi. Bye bye.